có một người bạn rất là xinh gái luôn nha mọi người. Ồ, rất là xinh gái luôn. Đấy, giờ rồi, mình sẽ ướp thịt nha. Đây là thịt bò mình sắt rồi ha, trong đây có tỏi nè, gừng nè, wasabi nè. Đây là dầu dầu hào ha, chút dầu hào. Em quay luôn. Đấy. Yes. Tiêu ha, là cho chút tiêu. Cái này bò nè. Cái này mấy cái mà thịt tươi nước. Cái này chùy. Bây giờ là dầu hào vô và tiêu vô. Đấy, bỏ lên đây nha. Quan trọng nhất là này là sake ha. Lắc lên. Này cái này phải lắc lại nó không có. Thì sake nè. Đúng, sake ha, mình cho chút xíu vô, ok. Có khoảng 2 muỗng ăn. Thu tre nha. Ừ, khoảng 2 muỗng ăn. Dạ, rượu sake mà mình hay uống đó. Không còn vấn đề. Bột niêm ha. Tùy ha, nhà ai ăn bột niêm nào thì bỏ bột niêm đó. Bỏ lên. Cái này là kikumon ha. Xoài da, kikumon. Đang làm đồ nhiệt mà. Nhưng mà ok, nhưng mà dầu ăn dầu khác không được. Dầu này nó ngon hơn. Nó sẽ cái mùi của nó khác. Okay. Cái mùi Việt Nam mình khác, cái mùi khác. Cho một chút xíu dầu ha, dầu vô. Cho thịt bò mình nó mịn đi. Ok. Mì á là mình sẽ xài mì này, ok, udon. Thì mình đã luộc rồi để cho nó mềm đó. Ok, rau. Thì mình có rau, cái này là rau gì ta? Cái muỗng. Cái muỗng nè. Cái muỗng đó vậy đi. Núm đùi gà ha. Rồi mình có hành lá ha. Hành lá sợi nè, hành lá nhuyễn nè, hành thường nè, ớt nè. Rồi hành tây. Ok, hôm nay mình thiếu ớt màu đỏ, ớt paprika màu đỏ cũng được. Ok. Nhưng mà chỉ có paprika màu xanh. Có ớt paprika màu xanh thôi. Có gì làm đó mọi người ơi đó. Nhưng mà giờ mình phải lấy miếng đường. Ha ha ha. Phải chỉ đường, không có đường. Mình vô chút cho nó ngọt ngào thơm tao. Đúng. Rồi. Nó ăn thì có chút đường thế nào. Đúng rồi, nó phải có chút đường thì nó mới ngon. Nhiều vàng hơn. Rồi, ở nhà ai mà có bột gì thì bỏ bột đó nha. Còn nhà mình thì bây giờ có bột, bây giờ không có bột năng. Thường thường mình ướp bột năng hoặc bột tết năng. Bây giờ mình không có. Bây giờ mình ướp bột bột bánh bột lọc thì nó cũng dai. Bột năng, bột phu thiết mel cũng được. Rồi, cái giờ là hai loại đó. Không, một trong hai mình chỉ lựa một. Mel là bột năng, hai loại đó. Yes. Còn cái này là chị không có thì chị thêm. Đúng. Bột. Bây giờ mình không có bột năng hay bột phu thiết mel thì mình bỏ bột bánh bột lọc. Đơn giản vậy. Nhưng thôi. Mà bột năng bột lọc nó cũng nó dai. Okay. Mình cần là cần cái độ dai. Rồi bắt đầu mình marinate, đó là mình ướp nó, mình bỏ nó vô. Mình bóp nó lên, mình trộn đều lên. Trộn đều lên. Nhìn thì rất hấp dẫn rồi đó. Bao lâu để ướp? Ướp cần bao lâu? Xào luôn tại chỗ. Còn nếu như thật sự ra mà nói mình nên chi ướp thì mình ướp. Mình nên ướp trước nửa tiếng đồng hồ hay là mình sắc đi, nãy giờ đang thấy là nãy mình phải ướp trước. Nhưng mà cái điện thoại mình hết pin. Thì bắt đầu mình phải cắt rau, đúng không? Yeah. Chứ đáng lý ra từ lúc ban đầu là mình phải cắt thịt, mình ướp trước, là mình cắt rau, mình luộc bún là coi như là mình xong. Ok. Đấy. Bỏ qua đây. Ok. Rồi bây giờ xào luôn. Xào nhé. Chờ lâu nếu chờ ướp thì xào nhé, Không. Xào là chị bỏ lên vậy thôi chứ gì. Rồi em tắt. Ok. Ở đây luôn. Nhiệt tình luôn á. Bé ơi, bé cho bà má mượn cọng dây cái tiệm của bé được không? Nè, tay bà đứng bà chào dưới luôn nè. Bà đang quay phim làm đồ ăn. Thì hôm nay nối cọng dây ra mà ba xào. Cho
cháo. Thôi lên nha. Ừ. 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 Ừ
ví dụ như mình thích ăn giá thì mình xào chín đi, mình phải bỏ giá vô. Giá cũng được luôn. Dạ, cái gì cũng được, nói chung là rau cải muốn bỏ thì em bỏ. Nó không có bắt buộc, nhưng mà ví dụ như mình thích cái gì, giống như người ta thích ăn rau cải nhiều thì bỏ vô. Chị thì thích ăn rau cải rồi đó. Nhưng hai cha con nhà kia mà cho rau cải nhiều quá là người ta nói là không ăn rau không à. Đó, thì cho nên là mình ăn rau. Chủ yếu là mình ăn rau, còn đàn ông với cái bi thì không có ai ăn rau cả. Em ăn cay hay thôi nữa không nha? Em ăn cay nhưng mình vừa ăn xong nó còn sẽ ăn nữa chị. Chị nếu mình món cay thì mình bỏ thêm riêng. Rồi bắt đầu mọi người nêm nếm thêm ha. Ví dụ như chưa có vừa ăn đó thì mình cho thêm chút xíu nước tương luôn. Xíu dầu hào, tại nãy mình ướp là mình ướp thịt thôi cho nó thấm thôi chứ nó mình chưa có niêm đâu. Ha, chị bỏ muối không? Hồi nãy bóp muối trong không? Chị bỏ muối bỏ một niêm thôi ha. Để bắt đầu bây giờ mà mình xào mà mình bỏ đường nữa thì nó sẽ không ngon, nó không có nước sốt. Mình cho chút xíu giúp chị ly. Ok, đó đó đó, lên những cái gia vị này ở nhà em có sẵn rồi. Ờ, mấy cái gia vị này nhà nào cũng có cả. Rồi giờ tắt lửa nha, xong rồi lát nữa cái cải này nó thục quá. Xong chưa, xong chưa? Xong rồi. Lấy hai cái dĩa trong đó. À rồi. Để hai cái dĩa đó. Xong rồi mọi người ơi. Xong rồi mọi người ơi, bây giờ không này à. Không là ta dẫn nè, mở nó ra. Không lại ăn nè. Ờ, không đó. Không đó. Khâu này quan trọng hơn. Khâu nãy giờ là xào nấu giờ đi bộ là chỉ ăn hai cái qua cái bồ lên á. Toàn là tinh bột không này, bây giờ mới ăn mấy cái này nè. Trời ơi, người ta ăn đời. Mình chỉ mượn xài miếng thôi đó. Đấy, không? Giờ mình cất cái bếp mình lên nè. Thấy chưa? Bếp dắt lên. Đồ giải chiến mà, đồ giải chiến mà kẹp lên đây, để lên đó cái trái thì nó còn nóng. Thì mình ăn giang nó qua đây. Đấy, kéo không? Được kéo được không? Không, không, em kéo nó rớt qua đầu em á. Chị ghim nó vô trên đó là được rồi. Tại vì nó còn nóng á, mình không dám dắt nó lên. Ok, kéo ngoài đây được chứ. Rồi. Okay. Múa rồi em lấy chị Thảo. Đây, múa ở đây. Đây nè chị. Trở đầu lại. Đó, mọi người thấy không? Đó, cọng mì. Cái này là cọng udon nha, udon Nhật nha. Mình thấy bá thì em không biết ăn cái gì. Mình không biết nấu. Cái giá, đây, giá đây. Mì rau thì thật chưa? Pha trộn. Chào chị một cái. Chào chị dĩa lên thì nó mới hấp dẫn. Cà chua nãy đâu rồi? Cho chị xin đi. Bây giờ cà chua này mọi người. Gái phụ nữ thì phải ăn cà chua cho đẹp da nha. Đẹp da cho dù nó đẹp rồi đó, nhưng mà vẫn phải ăn thêm cho nó đẹp thêm. Không ai mà chê là tôi bao nhiêu đó đủ đẹp rồi, không có. Phải đẹp hơn thế nữa. Hai chị em tôi làm hết luôn cho nó lên ký. Từ sáng tới giờ là hai chị em đi 5 tiếng đó mọi người. Đi 5 tiếng mà đi tính ra là loành trong khu vực đó thôi 5 tiếng. Đi chỉ ít mà nói thì nhiều. Thì nói chung chụp hình nhiều. Hôm nay gặt hái rất là nhiều nha, là tại vì rất là đó, đó. Cà chua nha. Là như vậy nè, là hai cái món này nè. Rồi cà nữa. Cà là mình cắt lên mình bỏ lên thôi chứ gì. Trời ơi, mình không có ha. Đấy, bây giờ mình làm hoa thấy nó màu đỏ rồi đúng không? Thấy màu đỏ rồi luôn. Đấy, đỏ đó, rồi. Đó, bây giờ xanh là... xanh đã đổi chứng tỏ em yêu anh. Không biết em có yêu anh không thì không biết, chứ mà nói chung, đấy, bây giờ... Rồi, cho miếng tiêu lên. Khoan nha, đấy. Đẹp gái chưa? Đẹp trai rồi, đẹp gái chưa? Udon hả? Mình xào udon. Đấy, udon nha. Bây giờ mình bỏ xác để cho mọi người coi. Khoan nha.
Rồi hai chị em mình sẽ review luôn ha, món này cho mọi người coi ha. Ồ làm vậy không mà 15 phút đó nãy giờ đó. Má đẹp gái quá vậy ta, hôm nay mượn cái cô ấy ngồi đó mà nó đẹp gái má ơi luôn. Đồ ăn tôi đẹp không bằng bả luôn mới ghê nè, hấp dẫn cho mọi người. Ơi hấp dẫn quá. Đấy, đẹp quá trời. Đẹp như trong tranh luôn. Đây, người này cũng quan trọng lắm luôn nè, quá đẹp luôn đấy. Trời ơi. Rồi. Đó đó, đẹp đẹp. Ăn chưa? Ăn đi. Em đói bụng lắm rồi. Đói bụng mời cả nhà nha, mời mọi người nha. Đó. Em ăn trước em ăn đó. Trước em đói quá rồi. Sáng giờ em lội, đó. Em lặn. Em ăn hết cho con tiếp tục nữa. Biết kìa, em gọi đi làm á. Ok. Thảo ơi, ngon quá Thảo ơi. Ngon quá. Nó khác cái vị miền kia đúng không? Ừ. Ngon lắm nha mọi người. Ngon, đúng là ngon luôn nha, không phải là quảng cáo đó nha. Không phải quảng cáo rồi đó. em là thuộc dạng là em biết ăn mà em ăn, nói chung là em thích ăn. Ngon á. Ta diễn tả sao ta? Nó còn bún lắm, nó mềm. Nó mềm. Rồi nó chứ chua. Nó chua ha. Nó chua. Rồi á, em kêu ha. Chồng chị mới nói á, bây giờ em xào về là ở đây á, em bán miền Tây nó ăn gần chết. Ngon. Vậy là em cũng được học mỗi ngày hôm nay. Yes. Em về em làm được coi. Bé ơi, bé thử không bé? Bé ăn thử không? Ăn udon. Hay là chút nữa. Dạ. Ngon. Bé thú ngữ không? Con nóng David ơi. Nhưng mà lát bữa có David thì mà má không bỏ cay. Biết thì bỏ ít lại. Tại vì bỏ vô là nó spicy quá là biết ăn không được. Ngon mềm. Cái bún này nha, em bây giờ em phát hiện ra nha. Mình đừng có nên cắn ngang cái bún. Mình cuốn à, lên luôn đó, hồi nãy em cắn. Tại vì em ăn cái kiểu mà bún bình thường á. Em coi, để em thử coi. Quá luôn. Nó chưa hết luôn, còn á. Thử không? Nè, con cuốn nè. Em đi. Rồi bây giờ con ăn thôi mà ba làm. Chưa. Hồi nãy thì mình cũng mang xào luôn, bây giờ mình phải đi xào lần nữa. Anh ta hút lên mà nó cầm cái miệng em luôn. Ngon lắm. Bò nó mềm vừa tới chứ chị. Nó không có dai nha. Đúng sao không? Nó không biết là mình mới vừa ướp, mình làm liền luôn á. Đặc biệt em phải mua cái bò đó. Anh đừng có thấy nó để chữ fast fry mà anh chơi. Em chuyên gia là em chê kia. Mà đúng em vậy. Á, em mua á, là em phải mua là mơ brand. Mơ brand. Thì nó mới ngon. Chứ mà em mua mà entreco mà em mua cục bự vậy lên không có gì ngon. Entreco á là cái mình bỏ. Nướng á, mình nướng nó mới ngon. Tại vì em hay nướng thịt là em nướng ngoài đó, tại vì em muốn có chút mỡ để cho nó ra cái khói á, ra nó xì khói á. Là nó ra cái chất mỡ đó mình ăn mình thấy mềm. Còn thật sự mình xào mà nếu có mỡ thì nó không có ngon. Mà mềm lo thì nó ngon. Em hay ăn indofilé tại vì em dễ nhai á. Vì nó khó nhai lắm, em phải mua indofilé là mềm nhất đó. Không, indofilé không ngon bằng mơ brăng. Em là khoái indofilé xưa nay vậy chị mà phải mơ brăng thôi. Tại vì mơ brăng nó không có quá cứng. Nhưng mà có thể là do em ướp cho nên nó bị cứng, chị hiểu không? Ăn thôi. Cho nên là em nói là cái indofilé cho dù chị ướp cỡ nào nó cũng mềm. Cho dù chị chiên chiên mà bị cháy bị quá nồng độ đi nó vẫn mềm để chị ăn luôn. Còn mà cái này là mình không chiên mà không đúng cách á thì nó sẽ bị cứng, nó bị dai nữa, nó bị dai. Mà còn bún của chị á, còn bò của chị nữa, cái miếng bò của chị mà nè, em thấy chị chiên nha, em tưởng là sẽ bị cứng nhưng rất là mềm nha. Nhưng mà lúc á em nhớ thịt bò của mình á, em ăn thử em không có nghe được cái mùi rượu không, còn thịt bò này em ăn thử cho em nghe có cái gì đó là lạ, nó chua đó, cũng có mùi rượu á, rượu trong đó nữa. Nó phải có nó phải như vậy đó. Còn nếu mà mình ướp em nhớ mì xào ngoài kia nó không có mùi này đâu. Không. Nó không có mùi này đâu. Em phải mua thêm cho đầy đủ nó để em làm món này đến. Đúng. Hoặc là em làm cái món như vậy cũng được nữa.
ăn không? Còn khi nào á, còn lần sau đi, lần sau bày cho em cách nước, cách làm nước. Udon này là nước, cái này là làm vì sao? Cái đó là em phải nấu qua ngày sao mới được ăn được. Vậy hả? Căng lắm, tại vì đó phải nấu nước lèo 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi bắt đầu em phải để qua phòng tủ lạnh, rồi bắt đầu phiền lắm, tốt hết rồi tao ăn cho ăn cái này cho nó nhanh phải không? Ừ. Ok, cảm ơn video hôm nay tới đây là kết thúc nha. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người theo dõi hai chị em mình. Bây giờ bye bye mọi người. Bây giờ nó tập trung như thế này, nó tập trung vô món trắng rồi. Nó không còn tập trung vô những cái vấn đề ngoài lề nữa. Đó, bye bye mọi người nha. Mọi người coi video này mà thấy thích á thì bấm like và share. Chia sẻ cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn chúc gặp lại. Chúc mọi người một ngày vui vẻ an lành nha. Đó. À. Rồi hẹn mọi người lại một cái video sau đó ha. Sau tiếp tục. Tiếp tục ha, video tiếp tục ha. Nhớ ủng hộ mình nha. Cảm ơn. Bye bye.